sáng hôm nay gia đình tôi, hai vợ chồng với con gái Úc là Debbie, sẽ cùng đi Việt Nam trong mùa đại dịch. Rất là mừng là chúng tôi đã test COVID và được âm tính. Đáng lẽ Việt Nam đã bỏ cái đòi hỏi cái test này, nhưng mà hãng American Airlines nó vẫn muốn coi, cho nên chúng tôi cũng đã có cái kết quả âm tính. Chúng tôi đang chuẩn bị đi Los Angeles, sau đó sẽ đổi chuyến đi Canada ở Nhật, rồi sẽ đi về Việt Nam. Mong là các bạn có thể cùng theo dõi và cùng đi chung với chúng tôi trong chuyến đi ngày hôm nay. Be reminded that any small handheld electronic devices such as cell phones, tablets, and smartwatches may be used. Taking the shuttle to Terminal 4, TBNT in LA for Japan Airlines.
Thank you. Thank you. Very much. Đây, 27 đô Mỹ một món ăn tối, kiếm rất là khó ở phi trường Nhật, chỉ đơn sơ về thôi, 27 đô. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Chẳng hay. Hello em. Nãy giờ cô gọi hỏi chị Hạnh cái ly đáp chưa đó chưa. Chờ anh hai. Anh hai khỏe ha? Khỏe. Chờ lâu dữ. Dạ. Má bà nó trễ.
máy bay trễ đến đấy mà phải không? Máy bay trễ bên đó hành lý nó dư thiếu vậy đó, nó phải kiểm lại hết cho nó an toàn á, sợ người ta tiền hẹn với trước cái anh hai gặp hả? Anh đi ra anh đứng ở đây này, em thấy anh mà em gọi anh không bắt máy. Thôi ba để yên lặng. Em nói chắc mình nhìn lộn thôi, em lại kêu người gọi ba cuộc nữa rồi em mới gọi lại. Nó em nó mệt mà nó đói nó khóc bù lu bù lo, mà lúc đó nó còn nhỏ. Phải không, phải năm đầu tiên năm 96 không, cái năm kế nữa, năm đầu tiên là lúc đó là chưa có con Quyên là đón được con Hân nè. Rồi là có con Hân nè, lúc đó con Hân nhỏ xíu à. Xong rồi mấy lần sau giờ em đi đón, em nhớ chính ai mà đi đón cùng với các chú. Thì có anh hai Sơn với anh Toàn lên rước ở phi trường, mọi người về bình yên. Mặc dù chuyến bay đáp xuống trễ nhưng mọi người cũng kiên nhẫn chờ được. Cảm ơn nhiều lắm. Ôi, vô được nước rồi, mừng rồi, yên rồi. Có chim sẻ là bị bắt. Xây cái mới nữa mà ha, cái cầu á. Đang xây. Là xây dựng năm. Vậy chắc nó mở được. Xây dựng năm đấy. Chưa phải là công viện di động đâu. Chưa phải là cái loại. Đào tới trường cao đẳng chỉ cho thầy coi. À,
mình sẽ không không tới đó. Phía này thì còn mình vô cái hẻm trước đó. Cái Nguyễn Kim có lớn như thế này không? Kim nó cũng lớn nhưng mà bây giờ nó không có làm mấy cái nhỏ nhỏ thì nó làm mấy cái trụ tập lớn không ạ? Ờ. Bây giờ thì mấy cái này nó làm nhỏ hơn nhưng mà nó làm nhiều. Nhiều chi nhánh ha. Còn Nguyễn Kim thì nó làm mấy cái dạng như siêu thị lớn nha. Ờ. Bây giờ vẫn là bên xe. Đây hả? Bên phải. Bên phải là bên đây. Bên xe chị đúng rồi. Bên xe không thấy. Bên xe đi vô trong. Ở vô trong nữa. Vô trong. Ở đây cái siêu thị hồi xưa mình đi. Nhà bây giờ nó có cái siêu thị ngay chân cầu Rạch Miễu phải không? Dạ đúng rồi. Cái đó lớn nè. Đây nè, cái ngã ba Lý Thường Kiệt ở trước nè. Ờ. Ngã ba Lý Thường Kiệt. Hồi xưa đi Lý Thường Kiệt này đi xuống nhà của em á Hạnh. Đi xuyên qua sở rác rồi cái Park recording không nhớ ở đường dạ thì xuống tới đó gặp đường Pasteur các em qua phải ngay đó có cái trường ở đó anh em học chung cầu là cầu Đào Ngạn lâu quá nghe cái chữ từ đây mà đến chỗ rẽ vô là khoảng cây số thì tới sẽ thấy có cái tín hiệu giao thông mà chớp chớp đèn chạy vàng nó chớp đó. Có khi nó không có chớp nhưng mà có nhiều lần chạy phải chứ bên tay trái đó, có cái cây xăng đây là cái trạm của xe Duy Quý. Nghe ở chỗ đó anh Tấm Quang là ở đâu đây nè? Tấm Quang đi tới chút xíu rồi mấy căn nè. Rồi nghe nói anh Tấm Quang thấy anh Hải Sơn có khi thấy mình chịu không kịp. Mà nhờ hình như anh đổi làm chỗ khác nữa. Có đổi không? Thôi bán thả nghỉ. Dạ. Đó đằng trước á, đằng trước có cái chỗ đèn vàng á. Đèn chớp chớp á. Ờ, cái càng ra đó hả? Phải vô, đó là Hoàng Việt. Bên trái nó là cái gọi là cái gọi là nướng gì đó. Ờ. Ờ. Hay quá ha, nhờ cái đèn này mà biết. Để vào đây. Còn cái cao đẳng luôn nữa, thấy là mới nữa. Khu phố 2, phường 5. Khách tới trạm. Còn trung chuyển mà các huyện thì có, nó tính luôn trong vé xe. À, tới cái chỗ quẹo đó rẽ trái. Yeah. Có cái bảng tạm giác đó hả? Chưa thấy. Nó đó có cái bảng chỗ đó rẽ trái. Nó là dấu hiệu. Nó có cái trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo. Này đi xuống luôn chút ở dưới em Hạnh. Hạnh này đi xuống luôn với nhà thủy ân này kia rồi đó. Bên trái nó có quán cà phê. Tới cô Yến này qua phải ha. Đó là phía trước mặt là nhà cô Yến. Trắng trắng ha. Qua trái đi nhà thờ nè phải không? Trái nhà thờ Bắc. Bên phải vô nhà mình. Đây bên trái là nhà của cô Yến này. Rồi tới nhà rồi con ơi. Tới chỗ mấy cây dừa. Giờ tới đây ba chỉ đường được. Nhà bác ba, nhà ông ba cũ rồi con. Cũ đó. Ông ba. Sửa lại rồi sang trọng lắm. Rồi. Đây. Mới sửa nhưng tại trời mưa lắm. Rồi để xuống tòa. Đây có xe máy sao? Dạ, có mở cửa luôn rồi. Cô ấy mở luôn rồi. Có vô trong luôn không? Dạ có. Vâng kìa. Đó chạy ra rồi anh ơi.
Hello Vân. Dạ, dạ. Cảm ơn nha. Mở cửa. Wow, cảm ơn.